Thank you.
của người ta vậy. Chẳng ngon gì cả. Chẳng ngọt gì cả. Uống hai chai nước thôi mà, một chai Dr. Thanh à, một chai là Ô Long, uống một chai không độ mà. Uống chai không độ thì khen ngọt. Bác sĩ hỏi ngọt không? Ngọt. Uống qua chai Ô Long chả ngọt gì cả. Giả ghê luôn á. Nói chuyện giả dặn như mình
mình cứ treo là vậy thôi chứ không chẳng qua là cái đặc điểm người ta nói vậy chứ còn mình có đội cái này đâu. Bình thường chẳng thể ra năm định cũng bảo là hai ngón. Kẻ thù. Thù nho. Đúng rồi, ăn hết gì của đi cô. Căng nhỉ. Lấy một máy đền một cái xong rồi ông kia xuống hỏi thăm. Quất được cái của ông đấy. Đúng cái đập vào bọn em. Ghê à. Em điểm 2 nè. Chị thích gì? Em điểm 2 nè. Chị thích gì làm?